bây giờ là trong một thời gian một lần nữa mới thấy là như cái đầu cầu sẽ để nó tươi đẹp và rất vui vẻ như những thiết chọn trong những cái đêm mình mang đây thiếu phụ thanh sư hiện thế hiện thế trường ơi chiến địa sông ba không lúc nào quên vui lòng nhớ con thương vợ nào con ở đâu gì không chịu nổi gió đông sẽ lạnh nhạt cùng ai âm thầm sẽ gối chia chăng mà dòng phụ âm tình nếu không lời nghe đi tâm ta vẫn còn lòng cũng không lời con ấy không say quá là thank you.
Chờ em chút xíu, xuống cái lên liền. Rót đi thiền nhé.
Đại huynh ngồi để chờ em chút xíu nghe.
cái đi. Cái này là cái lưu hết. Vô làm thiệt luôn ha. Rồi đã ngang luôn. Thầy nói vậy chứ đi là hai anh em mình đi. Ok không? Lụm lúa, lụm lúa. Hai anh em mình nghe. Thank you.
Thank you.
đè lưỡi, hãy đưa lên bài ca.